Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghệ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với The Second King, tập tiếp theo của The Second King, và là mình sẽ cố gắng làm cho hết kim vụ của The Second King trong tập lần này luôn. Tại lần trước đa phần mình làm tập một tập là full luôn nguyên một cái DLC, thì tập này có vẻ dài hơn, tại vì lần trước mình chỉ tập trung unlock mấy cái kia và tới ba cái class xong, cho nên cũng tốn khá là nhiều thời gian. Và lần này chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo là Kate Stash. Một cái kho đồ của Kate, không biết trong đây giống này có gì. Và mình sẽ cố gắng nhanh hết sức có thể, là cái nhiệm vụ này mình cũng sẽ làm nhanh thôi. Và cái con này mình đang chơi là con Titan chính của mình, trên gạt chính của mình luôn. Ok, và cái súng này nó y chang với con Hunter của mình. Tại ba con chính mình đều xài cái súng này tại nó rất là mạnh. Con này rất đánh rất là đã. Và cái nhiệm vụ này chúng ta chỉ cần đi hẳn vô bên trong thôi, không còn phải đánh đấm với tụi này làm gì. Head for the Devil Slayer. Chúng ta phải vô cái xào huyệt của tụi cái đám này, không còn phải đánh, còn mấy con kia chỉ lâu la bên ngoài thôi, không cần phải đánh. Con này thì mình đã cày khá là nhiều rồi cho nên cũng khá là trâu, và nó đang xài Sunbreaker. Tập lần trước thì bạn cũng đã thấy là nhưng mà con này bị cái đó mình cũng chưa có nâng hết này nọ, kiểu mình chỉ mới nâng tới đây, chúng ta còn thêm một cái 6 cái skill nhỏ của Sunbreaker nữa mới xong. Còn đa phần mình xài mấy cái kia cũng chưa có xong hết là nhiều. Với mỗi con Hunter là mình xài mấy cái Spark đó đều mình đều full hết rồi. Con này thì chưa, nhưng mà cũng đang cố gắng làm sao cho nó full hết lên. Nhưng mà phải chơi nhiều hơn, bạn đánh ulti nhiều hơn chẳng hạn. Con này thì bật ulti của nó lên thì quá đã luôn. Sunbreaker đánh khá là ghiền. Để mà sau cái này thì tập này mình sẽ quay Rise of Iron này nổi kiểu, mình sẽ cho bạn coi ulti sau thì bạn sẽ thấy cái con này mạnh như thế nào. Và nếu mình có nói luôn thì mày nếu mà thích cái series này của mình thì bạn hãy cho mình cái like cực bự trong phần với lại hãy comment cho phần phía dưới là bạn nghĩ sao về cái game này như thế nào. Và lần trước thì mình có nói về cái một cái giả thuyết, nếu bạn nào đã coi cái tập trước của The Second King, mình cũng đã nói một cái giả thuyết về cái tựa game Destiny 2 nó sẽ như thế nào. Thì các bạn nghĩ sao về cái Destiny 2, ý kiến cá nhân Ok, chúng ta đi tiếp này, mình nhảy hơi bị xàm cái tự nhiên rớt xuống dưới luôn. Thì như là đã nói rồi, thì các bạn nghĩ sao về cái update đó, và nếu bạn thấy như thế nào, bạn hãy cho mình cái ý kiến về những tựa game này. Tại vì mình cũng đã thấy nhiều bạn đã nói về cái nội dung tựa game này khá là hay, và có thể là các bạn sẽ có giả thuyết khác chẳng hạn. Cũng gì chúng ta không biết nó sẽ như thế nào, và mình chỉ đọc trên mạng thôi. Và thấy một trong những cái giả thuyết đó cũng khá là hay, nên mình nghĩ là có thể là có nhiều người sẽ đúng về cái nội dung đó chẳng hạn, có những một số người leak ra ví dụ vậy. Với cái cây súng này thì chỉ cần một viên ngay đầu thì chết luôn. Nhưng mà nói tính ra nếu mà nó một trong những cái DLC đẹp nhất đó, thì mình không nghĩ là The Second King là một DLC đẹp nhất. Mình thấy Rise of Iron đồ đạt cái kiểu rồi, cái cách mà nó tạo màn á nhìn nó vẫn hấp dẫn hơn là bên The Second King nhiều. The Second King được cái là một trong những DLC lớn nhất của Destiny, nhưng mà hay thì mình lại thấy Rise of Iron hay hơn, tại nó có những cái raid rất là ngầu như Wrath of the Machine rồi tùm lum hết. Nói chung là rất là hay, các bạn nên thử qua nếu bạn nào đang chơi tựa game này mới bắt đầu chơi chẳng hạn. Đây một khoảng thời gian cũng không quá là tệ đối với bạn nào mới tập chơi hay là mới chơi tựa game này, tại mình thấy nhiều việc chơi game này cũng khá là nhiều. Và có thể là bạn sẽ chơi tựa game này, bạn sẽ biết được một số thứ, những gì mà bạn đang chơi và các bạn đang bắt đầu trong thời điểm bây giờ. Thì đến Destiny 2 các bạn sẽ không bỡ ngỡ hơn, đỡ bỡ ngỡ hơn. Nhưng mà mình cũng mong là Destiny 2 nó sẽ vẫn tiếp tục theo cái lối chơi kiểu như là vẫn là Guardian cái kiểu, chứ không có như cái giả thuyết mà mình nói hôm qua là sẽ có một giống loại mới gì đó. Thì ai biết được, nói chung là chúng ta chỉ có thể biết điều đó khi mà Bungie công bố chính thức cái tựa game tiếp theo của họ, Destiny tiếp theo của họ thôi. Còn giờ thì chúng ta vẫn mọi chuyện vẫn đang bật vô âm tính, cũng không biết chuyện gì. Giờ cũng chỉ mới báo chắc chắn 100% là sẽ có Destiny 2 trong năm nay, còn chừng nào có thì chúng ta sẽ biết sau, chúng ta chỉ biết rồi. Nó đang dự định vào khoảng mùa thu năm nay, chỉ đơn giản biết là đơn giản là mùa thu năm nay thôi, chứ còn không biết khi nào.
Nhưng mà này chắc cũng mình mong là chắc cũng sớm thôi chứ cũng không có đâu nào. Ok. Nên này đang hát đây. Về chúng ta sẽ đợi một tí để xem có cái gì không. Ồ. Cái này di chuyển rồi. Chúng ta sẽ vô xuống chỗ này và qua hẳn cái chỗ bên kia. Để mình cho nó đứng dàn hàng rồi cái đầu mình nhảy xuống. Ok, ngon. Wow wow wow. Wow 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 wow. Con Titan này được cái là nó có cái skill set nhảy khá là ok. Phóng một phát là qua luôn. Con này cũng có cái nắm đấm cũng khá là ok. Nhưng mà tuy nhiên là con này thì mình nghĩ là nó lại không nghiêng về nắm đấm. Cho nên đó giờ tại sao mình nâng Super Charge nhiều hơn là nâng hồi tay đấm. Nhưng mà nếu bạn chọn Warlock thì đó lại ngược lại. Mình nghĩ là các bạn nên hồi Strength nhiều hơn thì các bạn sẽ hồi tay đấm nhiều hơn. Wow 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 wow. Con kia nó đang hồi súng luôn, nó bắn mình, nó tính bắn mình luôn chứ ghê chứ. Chúng ta sẽ nhảy lên đây thôi. Mong là đừng rớt xuống dưới. No, cái con này mình ghét cái chỗ này, nó có skill mà nó chửi mình nó phát văng xa luôn. Những cái chỗ như thế nhiều lúc nó chửi mình rớt xuống dưới kia luôn là mình chết luôn rồi, đâu có đỡ kịp. Nên mình không thích cho lắm. Ồ, mấy con này nó bật quả cầu lên luôn. Các bạn buộc phải vô quả cầu chung với nó bạn mới đánh được. Rồi các bạn vô thì nó sẽ có mất máu. Bay lên cao nào. Cái đó armor material cũng được. Ok bây giờ sẽ lên trên cái đã. Một phát qua kia luôn. Một chưởng ba em chết. Mini boss. Hôm nay Captain. Con Captain. Và mình quay cái lúc này là lúc này nó đang có cái đợt buff ở lộn buff với nerf. Và shotgun là cái thứ mà bị nerf nhiều nhất trong cái bản patch lần này. Nhưng mà cái đó là trong phòng multi thôi, còn trong đây mình cũng chưa test thử nữa. Mình có quay shotgun đây mình chưa test. Là mình sẽ quay Nightfall xong rồi mình sẽ quay thử multi nó như thế nào. Để các bạn coi. Nó liệu nó khác không mọi khi không. Mình bắn thì mình có thấy cũng không khác nhiều lắm nhưng mà nó sẽ khác một số điểm nhỏ thôi. Wow 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 wow. Còn cái super charm sẽ để chừa cho con mini boss đi. Con boss tại lát nữa mình nhớ là còn một con boss trong đây nữa. Nên cứ bình tĩnh mà đợi nó vô là mình quất nó luôn. Chưa nhất thiết phải cầm súng quất liền mới được. Đều không biết đi đúng hướng chưa ta. Này chắc đúng rồi đó. Cái này sao giống đi ngược lại hướng nãy quá vậy ta. Mình được một cái bao ti luôn, xong một cái bao ti luôn. Con này cũng có sạch dân nè. Rồi. Mày đâu? Ôi. Cậu bé nữa. Tên boss gì ta? Sao mình đi vòng vòng mấy giờ luôn rồi. À đây. Chúng ta phải lên tới cái chỗ này mới thấy được cái con đó. Nãy bây giờ mình quên đi cái đâm ra cái đi vòng vòng hoài luôn. Nó còn hồ boss nữa. Rồi cái chỗ này bắt boss rồi.
Mọi người giúp mình sẽ xử lý boss nhanh hơn. Và đang đánh Titan nữa. Đây boss ra, boss ra. Con này mình khá là ghét đánh. Ồ nó né nguyên quả tên lửa vào luôn. Trời ơi. Hay lắm con trai. Ồ, con này mất máu nhanh ấy. Súng thường mà nó mất máu gì luôn. Nhưng mà cái là con này nó không có né mình nhiều, nó chỉ biến hình một tí nó gọi mấy con phụ ra. Xong rồi nó ra quốc tiếp. Đó. Được, chắc là mình một chưởng cái nào nó gục liền. Bé nào nhảy lên là ăn đạn hết. Một phát xuống dưới lại. Bó đâu, ra đây bó ơi. Trời né luôn. Né luôn bồ ơi. Chết rồi, không nói rồi. Lẹ vãi. Không, nó né mình rồi, chưa có chết. Con này nó mỗi lần mà nó bị mất máu đồ vừa đủ với mức nhất định là nó sẽ biến mất liền. Cho nên búa vừa mới xuất hiện được có chút xíu là đã biến mất rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa chết. Đó mới là vấn đề. Gặp con sniper nữa chứ. Mình đang muốn xử lý con này cực kỳ nhanh nhưng mà quay nó khá là nhây. Rồi, giờ mới chính thức chết nè. Cho nên mình nói là đối với con Titan này thì con này xử khá là lẹ. Tuy nhiên nó vẫn chưa dừng ở đây đâu. Con này cũng khá là nhây, nhất là cái vụ cuối cùng khá là nhây. Nó còn hút cạn cả skill của mình nữa cho nên không thể nào xài bình thường được. Enter frequency 5982, Ghost. It only took one blast from the dreadnought. When you're through, it'll never fire again. Just don't forget to plant the transmat link so other guardians can land. Not everybody's got stealth tech and a ship that smells like hive. Good luck, Guardian. Activating stealth drive. I'm picking up fluctuations in the power conduit. Relax. I modified the tech myself. Probably just Saturn's radio storms running interference. It's malfunctioning. Did you break my stealth drive? You think they can see us? I think they can see us! Why wouldn't we be all right? We're just stuck here with no ship and no transmat zone. Great. Told you my stealth drive would work. Đúng là cái đĩa kiểu như là cái đĩa stealth của nó. Giết vô cái tàu chúng ta không bị phát hiện và chúng ta thẳng vô đây, nhưng mà vì cái này chúng ta kẹt trong đây luôn rồi. Chúng ta đang kẹt trong cái tàu mà cực kỳ bự của Oryx. Và mình không biết là trên đây sẽ có gì, một cái phong cảnh rất là đẹp. Mà nãy chúng ta phóng thuyền vô nó chưởng một phát chúng ta chết luôn. Cái con mà trắng trắng mà nãy nó chỉ đường chúng ta là Ghost của chúng ta đó. Nó đang đi trước để chỉ đường thôi. Nhưng mà cái chỗ này mình đã bị lặp lại quá là nhiều lần rồi. Tại vì mình còn cày những cái con... Ây, what the f... Lẹ quá. Mình qua lại cái cầu này nó... Chúng ta không thể nào đi trên cái cầu được tại nó biến mất rất là nhanh. Chúng ta sẽ phải đợi cái cầu mà bên con Ghost nó chỉ đây.
chỗ này nó dừng, nó không hiện ra tiếp là chúng ta không thể nào đi được. Nếu bạn nào muốn chắc cái chỗ này là nó sẽ hiện liên tục cho các bạn. Nếu bạn nào không biết đường đi, đây các bạn đi cho đến khi nào mà nó không có hiện nữa thì bạn đi hướng ngược lại, thì cái này là không phải, không đúng nè. Nó sẽ hướng dẫn cho bạn đi và phần đầu tiếp theo nó sẽ hiện tiếp theo cái bậc tiếp theo cho bạn đi nếu bạn nào đang làm cái nhiệm vụ này. Woohoo, đi phải cẩn thận tí, cái này trượt chân cái là té dập mặt luôn. Explore the dreadnought. Trời, nó đỡ được luôn chứ, ghê thế. Ok, và bên kia chúng ta phải đi thêm một cái cầu nữa, cũng khá là tương tự như vậy. Cho nên cái khúc mà đi nhảy cầu này mình cũng không thích cho lắm, nhiều lúc mình cũng chết lên chết xuống chỉ vì nó biến ra hụt và mình không có nhảy qua kịp. Ngay chỗ này cũng như chang vậy luôn. Ủa, cái chỗ này khá là khó đó. Hay là phóng một phát qua tới đây luôn. Nó ôm bò mình, nó không thèm di chuyển luôn. Nice. Chúng ta scan trước rồi chúng ta mới phá được cái cục này sao. Thế cái nhiệm vụ này khá là dài, tại chúng ta còn phải phá rất là nhiều cục. Rồi sao chúng ta thấy mình sẽ cố gắng mà làm nhanh cái khúc này để những cái nhiệm vụ sau nó dễ hơn nhiều. Chúng ta đi gặp Oryx sớm nhất có thể. Okay, it's down. Supercharge. Chúng ta đã có supercharge rồi mấy bạn ơi. Cái cảm giác mà lúc con này mà nó có supercharge nhìn nó phê feel lắm. Ồ, con này nó không chết luôn. Nó hiện ra ngoài quả cầu nữa chứ. Cái cây súng này cũng có cái thứ đặc biệt đó, chứ là nếu mà bạn bắn chết con nào nó sẽ có một cái nanomine nó dí bám vô con đó, rồi nó đánh tiếp, gây đam tiếp. Các bạn để ý là khúc cuối bạn thấy không, mấy cái cục đỏ đó là do chính cái cây súng này bắn ra. Đây là một cái skill đặc biệt của cái súng này. Tại cái cây này cây vàng, đồ vàng exotic là nó mạnh hơn cái đồ legendary nữa. Cái tên là Albrecht Bram là một trong những cái cây súng khó tìm nhất, và các bạn phải làm rất là nhiều trong cái Shrine của Red Dead Machine bạn mới có cái súng này. Và Icebreaker, một trong những cây rất là khó tìm. Ơ nhưng mà không sao rồi, cũng đã có hết trơn rồi. Các bạn có thể tìm những cái, nếu bạn nào đang tìm cái súng này thì các bạn có thể tìm nó trên mạng, tại vì mình cũng không có tính quay lại cái khúc này, tại vì nó khá là, nó chỉ quay được một lần thôi mà mình đã lỡ tìm ra rồi, nên cũng không thể nào làm lại một lần được nữa. Trừ khi là có thể là làm trên một cái nhân vật khác thì mình có thể là làm tiếp, nhưng mà các bạn có thể share exotic cho những cái con mà nhân vật chung với bạn, không cần phải làm lại. Cho nên con này cũng là điển hình, ví dụ các bạn chỉ cần nâng cấp nó lên thôi. Cho nên các bạn không cần phải đi tìm cái súng đó thêm một lần nữa. Cái nào trong những cái pulse rifle mạnh nhất và mà thấy nó là đẹp nhất trong tựa game này mà mình có tới thời điểm hiện tại. Một trong những cái cây có khả năng nhìn nó khá là giống tương tự với cây này đó, chứ là cái cây gì, Zipper gì, Simulant Stipper gì đó, mình không nhớ cái tên, mình chỉ nhớ là cái Stipper Simulant gì á. Cái cây đó nhìn khá là đẹp và nhìn khá là giống cái cây này, có điều nó không có nổi màu như con này, cây này thôi. Cây này giống như có cái đạn dí vậy ha. Wow, đâu rồi, mấy thanh niên kia đâu hết à. Vừa mới nhắc luôn. Chúng ta sẽ scan này, sau chúng ta sẽ phá nó. Cái nhiệm vụ còn khá là dài đó. Ôi, cái con này nó đỡ cho cái con màu vàng luôn. Chứ không là chết rồi.
Wow, con cái coi cầu này bắn rác vậy. Coi cầu này bắn rác lắm luôn á, nó bắn liên tục luôn. Ok. Giờ chúng ta chỉ scan lại xong chúng ta phá nó thôi. Dây đàm vậy luôn mà nó không vỡ. Vỡ khá là lâu, bắn cũng gần 2 băng đạn luôn mới chết. The weapon is down. Kate, what's our next? Không nhớ là đây có mini boss hay gì không. Hình như có. Chưa phải boss cuối nhưng mà mình nghĩ là chắc có. Secure transmat zone. Cái chỗ này để chúng ta thể dịch chuyển về nhà. Ôi mẹ ơi, như một con bự tổ chản luôn. And something just stepped out of it. Nó còn hai phù thủy đi theo nữa chứ. We need more guardians on that dreadnought. Thanos. Fanatic of Crota, ghê vậy ba. Này có shield luôn, kinh thiệt. Trời, bắn vậy mà không mất cái shield. Trời, nó hồi full shield luôn, hay thật. Để cho mình xử thằng này được không ta? Gặp cái con phù thủy đằng sau nữa chứ. Immune kinh thế. Nó bị mất rồi. Mình nghĩ là con đó chắc có vấn đề rồi, cho nên mình không thể nào đánh được cái con đó. Mặc dù là nó hiện boss lên nhưng tôi vẫn không thể nào đánh được. Cho nên chúng ta chừa khúc sau. Và mình nghĩ là chúng ta phải tìm cách ra khỏi chỗ này trước rồi đó. Kẹt trong cái tàu chỗ này các bạn cũng không muốn sống sót trong chỗ này lâu gì đâu. Tại vì mọi chuyện có thể xảy ra mà mình cũng không nghĩ đâu cái tàu như thế này mà nó ít người đến như vậy. Các bạn thấy là nguyên một cái tàu lớn mà nó phải quốc, nó châu quân rất là nhiều. Nó đánh nữ hoàng. Đánh quá trời đánh luôn. Nhưng mà đến khi những lúc như thế này nó lại ít xuất hiện. Không có con nào, chỉ có mấy đồng đó, ba bốn con như thế này mình nghĩ. Trong con tàu như vậy là mình thấy có vẻ có điềm. Tại thấy cái gì đó không ổn, thường là nếu mà nó đã ra nhiều, ra rất là nhiều. Mà một khi nó đã không ra là có chuyện gì đó sẽ rất là to lớn, một con boss cuối xuất hiện hay gì đó. Thường là vậy. Nếu như những cái motif, những cái game thì nó vậy, nhưng mà không, nó ý là mình à, đúng luôn. Nhưng mà cái game này, cái khúc này mình đã chơi qua rồi cho nên mình biết nó như thế nào. Đấy là chúng ta có con boss nữa. Nguyên một con tàu. Ôi, sẽ tăng chứ, quên. Mình nhớ lộn. Thôi là có nhớ lộn nữa mà là mình nhớ cái có cái xe tăng nhưng mà nó lộn xe con tàu. Làm sao thì có lẽ những cái này cũng khá là dễ với con này tại mình mát cấp độ rồi. Mát level rồi cho nên cũng có người nghĩ ra cho cũng quá là khó khăn tại vì nhiệm vụ level 25 chưa mát đồ làm còn được nữa mà. Còn mình 40 mà đồ nó cũng gần muốn mát luôn rồi. Cho nên cũng không quá khó để làm. Có điều chỉ tốn thời gian thôi. Ui. Nó đỡ bằng cách nó ngồi nó trụ đầu xuống hơn đó. Với tin vui cho bạn nào đang tính mua từ game này thì mình nghĩ là Destiny 2 vừa công bố thì chắc chắn sẽ chính thức có mặt trên PC. Dành cho những bạn nào thích chơi từ game này và nhưng mà không có console thì đây cũng là lúc các bạn có thể chuẩn bị cho những từ game tiếp theo. Nối tiếp với Destiny 1. Thôi ok, và mình cũng đang rất là háo hức từng ngày để biết về thông tin đâu. Mình nghĩ là E3 sắp tới, E3 2017 họ hỗ trợ game lớn nhất thì sẽ công bố về nội dung của cái từ game tiếp theo của Destiny, hoặc ít nhất là cho một cái nhìn cụ thể. Không cần phải game phải quá giống với cái ngày ra mắt như những game khác, những hãng khác. Nhưng ít ra thì chúng ta phải có cái, ít nhất chúng ta có một cái nhìn về cái game như thế nào. Đó, cái xe tăng ra rồi, giờ chúng ta giết cái xe tăng thôi. Đau quá. Xe tăng nó còn cái súng bắn rồi phê.
và nó bắn mình một phát là mình gục luôn. Buộc là mình phải né nó ra. Goliath. No. Trời, nó chửi một cái mình hết hồn luôn. Cái súng đó tại nó dồn đam và các bạn để cho nó dồn vô một cục rồi nó chửi bạn một cái là bạn chết liền luôn. Một khi nó đã chửi rồi bạn né không kịp đâu. Mà cái chỗ này mà bạn né không kịp là bạn chết chắc. Và thêm con orc này chứ. Khá là ghét cái con này. Rồi cái bên kia nó cũng bắn cái con này đó. Nhảy xuống rồi con. Ơi nhưng mà cái con nó cho mình một cái đạn súng rocket. Để coi có gì mình để dành bắn cái xe tăng hết rồi. Còn đạn đó. Bên kia có đạn tím, đạn rocket nữa, cần mình qua lấy đạn rocket bắn cho nhanh. Chứ cái này bắn thốn quá. No bitches. Cái này bạn nào chơi cái này bạn nhắm ngay chân nó bắn rất là dễ. Phù mém dính. Ồ chết liền. Ngon, chúng ta xong nhiệm vụ rồi đó. Còn chúng sẽ nói tiếp nhiệm vụ tiếp theo ở cái nhiệm vụ tiếp theo ở đây. Nhưng mà tạm thời là chúng sẽ dừng ngay tại đây tại vì hết rồi, hết nhiệm vụ rồi. Giờ đi cần báo cáo cái là mình sẽ lại tiếp tục cái nhiệm vụ này nhưng mà khúc sau sẽ không còn chiếc tăng này nữa. Chúng sẽ vô trong Mission Complete. Yeah. Now, excuse me Guardian, I have to go have an uncomfortable conversation with Eris about her ship. Get home safe. Cabal are still holding out. Multiple survivors. Survival is a temporary. Nhiệm vụ tiếp theo đây, chúng ta quay trở vào cái khu này và chúng ta vẫn chưa ra được cái chỗ này. Nếu theo cốt truyện thì chúng ta vẫn chưa ra được khỏi chỗ này và chúng ta phải tiến vào châu sâu bên trong. Mà hình như chúng ta đã lấy cái miếng transmat thì chúng ta có thể dịch chuyển tức thời. Và nãy chúng ta có dịch chuyển vào orbit một lần nữa. Mà chúng ta còn một số vấn đề chưa giải quyết trong đây nữa. Cable wicked. Nhưng mà chúng ta còn chỉ còn đi vô trong thôi. Như mình nhớ về cái chỗ này. Cable wicked. Đâu rồi? Phải giết cái đám này trước mới vô trong được hay trời. Hồi lần trước là mình đâu cần phải giết là mình vẫn vô trong được. Tuy nhiên thì cái khúc này là mình buộc nó phải giết mới cho vô trong. Cũng nhanh thôi, 50%+ rồi kìa. Chứ còn giết mấy con mà 50%+ rồi. Ồ, đạn mình gần hết luôn. I think you got their attention. With those doors open, fight through it. Đây, cửa mở rồi. Ồ, what the fuck. Follow me the boss luôn. Nhưng mà cái đó chúng ta bận tâm lắm, chỉ cần đi thẳng vô bên trong là được rồi. Access the defense net. Ok. Chúng ta phải truy cập vào hệ thống phục thủ của cái tụi này, của cái con tàu này thì chúng ta mới tiến hành tiếp theo là nó sẽ có chuyện gì xảy ra được. Dantalian and Soldier. Thanh niên, đúc cái mặt. Nãy mình còn tính bật super để đánh mấy con bên ngoài nhưng mà thôi mình nghĩ lại thì vô cái bên trong. Mà super bây giờ mình của mình nó mới hồi. Nên cũng không được nhiều lắm. Bật shield cũng như không. Trời bom mà, giờ mà nó có bật shield cũng chết. Có đạn tím quá trời luôn.
Nếu mà đây là con Warlock á, thì cái cú đấm này nó có thể là nó chữa một phát con kia chết luôn á. Nhưng con này thì nó lại khác. It should have the info we're looking for. Ồ, hai tên này xuất hiện. Cái con này bạn phải buộc nó đánh ngay tay của nó thì nó mới rớt cái shield ra. Hoặc không thì bạn phải đánh từ sau lưng nữa. Cũng lâu lâu cũng khó, rất là khó em. Con này được cái máy bay nhảy tiện hơn con Warlock nhiều. Không khó điều khiển như Warlock, nhiều lúc mình thấy con Warlock khá là khó điều khiển. Nhưng mà mình thấy nhiều bạn cũng rất là thích cái class này, tại vì nó có cái chiêu hồi sinh, tự hồi sinh của nó. Nếu bạn chết nó sẽ cho phép bạn hồi sinh, nếu bạn đang có super hồi sinh đứng dậy, Storm của cái đó chiêu của hệ lửa, chiêu set của lửa khá là hay. Drop the cable, Cabal. Giờ đi vô càng sâu thì nó lại có nhiều nhiệm vụ, nó còn quái hơn cái nhiệm vụ trong đây. Và cái nhiệm vụ thích nhất của mình cho nó là cái nhiệm vụ mà unlock class này nọ, subclass này nọ mà mình đã quay ở tập trước của The Taken King rồi, các bạn sẽ thấy nó đã như thế nào. Còn cái này thì cũng chưa phải gọi là đã lắm. Drag the cable. Mausoleum. Cái gì đây? Đây là mình nhớ chỗ này có một con boss Oryx. Không phải nhớ, không phải nhớ phải không là Oryx hay không. Nhưng mà lát nữa nó sẽ hiện ra từ cái chỗ kia. Đánh cũng tương tự như vậy. Mình nghe chắc sẽ xử lý nhanh. Wow. Cái này có cái cây rocket, con này có cái cây rocket khá là phiền ấy chứ. Nó bay được luôn rồi. Ôi. Trời quá trời gì mà nó không chết. Con nó như cũng lửa luôn hay sao mà nếu mà... Tại cái skill set của mình là lửa mà cái con nếu mà là lửa luôn á thì nó không ăn đam nhiều. Thậm chí là nhiều lúc nó không ăn đam luôn. Chứ không phải là ăn đam ít nữa. Mà con này mình nghĩ chắc là đang nó là nhiệm vụ rồi cho nên nó không ăn đam. Không có buộc phải giết mấy con ngoài lề cái nè. Lát này mình nghĩ là cái con nó bị hút vô bên trong hay sao? Ừ đúng rồi, nó bị hút vô bên trong. Không ăn đam là mình uổng hết một cái super. Một cái super mình hồi cũng nhanh cho nên cũng không đến nỗi nào. Nếu mà bạn nào giết được nhiều hơn hoặc những cái bộ giáp kia nó còn những cái buff phụ á, có nhiều người còn bật super khá là nhanh đối với con Titan của họ. Rồi mình thấy một lần có thanh niên kia chơi Titan cứ 1 phút là có một cái super. 1 phút trong khi một bạn 1 phút là bạn chỉ hồi được mới có 3 cái lựu đạn thôi, mà trong khi là thanh niên nói hồi được 1 phút hồi được tới 4 cái một cái super. Tức là mình chỉ cao lắm mình 4 phút mình mới hồi được một super, thì anh ấy nhanh gấp 4 lần mình luôn. Thì đó tiện hơn nhiều dành cho những bạn nào thích chơi super đánh rất là đã. Vậy tôi đi scan cái tượng nữa. Cái tượng nằm đâu ta? Mình quên mất tiêu đó. Trong đây có 2-3 cái tượng mình quên mất tiêu rồi. Ở đây hình như nãy một cái tượng đằng kia. Nhớ có một cái tượng đâu đây. Scan phải scan lâu lâu tí nó mới nhận. Còn nhiều lúc scan lẹo nó không nhận luôn. Ủa nhớ rồi, với cái tượng nằm ở cái có cái tượng của cái gì không có tiêu rồi. Một cái nằm bên trái đằng kia với một cái nằm bên phải nè. Mà mình không nhớ cái chỗ cụ thể rõ ràng của cái tượng nó nằm ở đâu. Cho nên nhiều lúc còn quên cái tại cái tượng nằm rải rác đâu á. Đâu ta? Nằm một khúc sau hay sao ta?
Đây những có một cái tượng ở đây nè. Ok, ngon, được một cái tượng rồi. Control where the rupture leads. They could deliver us to Oryx. Mấy cái tượng này nhiều lúc nó nằm ở nhiều chỗ khuất, có nhìn khó nhìn quá. Có cái tượng nào ngay đây không ta? Ờ đâu mà ta? À đây, đây có một cái tượng, đây có một cái tượng này. Đi scan được. Ờ hình như cái chỗ nãy mình scan rồi, mới scan rồi. Nhưng còn một cái nữa hay sao ta? À đây, đây đây có một cái nữa. Ngay dưới chân này luôn. Nãy mình có thấy mà mình không có tưởng nó là bức bức tượng. Có lâu mình cũng hay quên mấy cái chỗ vị trí như thế này. Return to the rupture. Rupture, ok. Lát nữa sẽ có con boss xuất hiện nữa. Đệ tử Oryx hay sao? The rupture is opening. Nó đang mở rồi. Cái cánh cổng đang mở. Con này được có một cái bird đó chính là outlaw. Khi mà các bạn bắn được cái con nào dí được đó, nó sẽ kích hoạt cái outlaw này. Nạp đạn nhanh hơn bình thường. Tựa giống Call of Duty. Cái này đông quá rồi. Cái này nhảy như zombie vậy. Đông vãi luôn. Mà nó bám mình dai như đĩa vậy. Hết đạn luôn trời. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Cho anh tí đạn coi nào. Đạn đây, đạn đây, đạn đây. Boss, mất boss có ra không ta? Rồi chỉ có mấy, có mấy con này ra thôi. Forget about the drone. Get through that structure. Okay. Okay, chúng ta phải qua cái chỗ bên này. Vô thẳng cái cục này luôn. Quên mấy con drone này đi. Vô thẳng luôn. Trời má nó tán lắm kìa trời. I don't think we're going that way. Then it's true. Only the ascendant can will a rupture to open. Có một con ascendant là những con mà cấp cao á. Còn boss chuẩn bị ra đây. Oryx, ê khôn Oryx. Cái con này mình đánh này. Giờ phải đánh gục nó nữa, thêm một chặp nữa. Con này nó cũng nhây lắm. Ờ con này có khả năng hút skill nữa cho mình xài luôn rồi. Nó có khả năng hút skill của mình cho nên mình sẽ xài luôn cho nó khỏi hút. Đó, lúc mà nó hiện gì Oryx Train Your Line, tức là nó hút skill của mình. Mình sẽ không xài cái super được. Cho nên buộc mình phải sử dụng nó sớm luôn. Cũng hồi nãy mình xài đúng lúc trước khi mà nó bật cái đó lên. Chứ không là hút sạch cái skill của mình là mình đâu có xài cái Sunbreaker được nữa. The rupture is closed. Xong rồi đó, giết boss xong rồi, quá lẹ. Only open for Ascendant High. Tức là nó chỉ mở cho mấy con high cấp cao thôi, cao cấp. Điển hình như con Oryx nãy. Become ascendant. We'll sort this out, Guardian. It began with Crota. But Crota was only a servant of his father, sent to extinguish the last of the light. The great battle fought for the soul of our world ended in slaughter. The sun was dead. And we invited the wrath of Oryx, destroyer of light, taker of will. Only Ascendant Hive move between ruptures. To reach Oryx, you must walk in the dying footsteps of his son.
You must become Ascendant. Và các bạn vừa nói có xin thì bạn cũng thấy rõ là nó nói về nội dung là sự nổi giận của Oryx dẫn đến chúng ta sự diệt vong của toàn một cái khu vực Awoken. Thì có giải thích tại sao là Oryx lại xuất hiện trong đợt Sinking King này. Tại vì nếu bạn nào coi cái House of Wolf trước, mình còn cái DLC trước House of Wolf, thì bạn có thấy mình nói về cái nội dung của House of Wolf như thế nào. Và một con boss trong đó chính là Crota. Crota, nếu tại mình không có quay cái giết con boss, tại con boss nó nằm trong giết con boss nó nằm trong cái phần Ray rồi. Phần Ray nó nằm ngoài cái cốt truyện rồi. Bạn chỉ giết cái lâu la của nó thôi cho nên mình không có quay cho bạn sẽ không thấy, nhưng mà mình có nói được về cái nội dung của nó như thế nào. Thì đơn giản là vậy. Và Rota chính là con trai của Oryx. Rồi thì các bạn thấy là cái sự giận dữ, the wrath of Oryx như thế nào, sự nổi giận của Oryx dẫn đến là nó chưởng hết, nó chết hết, kể cả quân của nữ hoàng cũng chết luôn, cuối cùng chảy nước mắt chết, đúng tội luôn. Thì chúng ta là đang là cái hy vọng cuối cùng của không chỉ riêng gì loài người mà cả toàn nhân loại, Awoken rồi Exo này nọ kiểu, để có thể sống sót được trên trái đất, giữ trái đất bình yên. Ok, nói chung là vậy thôi. Cái câu chuyện của Destiny nó càng lúc cũng càng hay chứ. Còn cái Rise of Iron thì mình cũng không biết phải giải thích sao, nếu như là một câu chuyện giữa một cái ông da đen với hai chó Husky. Nó đùi thôi nhưng mà cũng không hẳn là vậy. Cái The Second King cũng công nhận là cái nhiệm vụ chính nó cũng khá là dài, quay cũng khá là mệt mỏi, nãy giờ cũng gần một tiếng rồi mà vẫn chưa xong tới đâu hết. Nếu như ta không đánh nó cũng không sao. The Chamber of Night. I don't think Tolan was much fun at parties. Nói chung mấy nhiệm vụ này mà đã làm đi cũng phải quá trời lần, làm đi làm lại cũng khá là nhiều. Mấy con này nó đang ăn, nó không để ý mình đâu. Nhưng mà mình, nếu mà mình chọc một đứa, nguyên đám sẽ nổi dậy quốc mình ngay. Biết thế nào nó quay lại nó dí mình, nhưng mà nãy mình chọi bom vô giữa nó là nó quốc hết ha. Mấy con này nó cũng biết sợ chứ. Nếu bạn coi cái cutscene mà nó cúi đầu nó chào Oryx, mấy con của The Second của nó nha, cho mấy con này là bạn thấy mấy con này nó phục tùng mệnh lệnh như thế nào. Ủa, để ăn đạn cái nhẹ coi. Nói chung là mình đã làm qua rồi nhưng mà mình không có nhớ là cái nội dung trong những cái nhiệm vụ nhỏ như thế này nó sẽ có cái gì. Với lại cái nội dung tiếp theo của Destiny 2 mình cũng muốn có nhiều cái kêu là hôm bữa Destiny cũng có nhiều cái kiểu như là cách kiểu như nó muốn nói khéo cho người chơi về cái nội dung tiếp theo của Destiny 2. Thì họ cũng chỉ đơn thuần nói là các bạn có nhớ cái tập đầu tiên của Destiny mà mình quay, thì các bạn sẽ thấy có một thanh niên lạ mặt xuất hiện, đó chính là kiểu như mặc dù không phải là không phải Guardian mà cũng nhưng mà cũng có skill này nọ kiểu đó, đứng nhìn mình từ xa lúc mà mình trước khi mình vô cái hầm ngục á, thì con nhỏ nó sẽ còn sẽ nắm giữ rất là nhiều bí mật. Thì có lẽ sắp tới nó sẽ vẫn có sẽ Destiny 2 nó vẫn sẽ tiếp tục cho chúng ta biết về những bí mật đó là cái gì. Ok. Và mình rất là ghét những cái con orc này, chứ phải bắn ngay mặt nó chứ nó sẽ không khẹt cái kia ra được. Dù mình rất là ghét cái con này, mà buộc cái nhiệm vụ phải giết thôi. Wow. Ôi, nó bị nuốt chửng luôn rồi. It's gone. Còn nó mém chết Oryx. Còn một con mini boss nó chuẩn bị xuất hiện nữa. Not even Oryx can control. Nhưng mà chúng ta có đánh không lại đâu. Need a shard of that crystal. Rồi lấy rồi. Cái nhiệm vụ này nó bắt mình chạy ra khỏi cái chỗ này chứ không có đánh đó. Lấy nữa nó chịu hồn một con boss đi đây hay sao? Mình nhớ là vậy.
According to my analysis, it's empty. According to my analysis, it's empty. No matter. Return to me, Guardian. Nhiệm vụ chưa kết thúc tại đây đâu. Nó còn khá là dài. Nó để mission complete vậy thôi nhưng mà nó chưa hết đâu. Nên giờ tôi phải chạy hỏi chỗ kia nữa. Làm khá là nhiều việc chúng ta mới ra khỏi chỗ này. Eris? Kate? Something blocking our signal, our strand mass chúng ta không. Chúng ta mà không có cái strand mass thì chúng ta đâu ra khỏi được chỗ này được. Rồi, tới thời gian đi chạy đó. Your life dies here. Yeah, no man. Nếu mà tao chạy thì sẽ không chết đây đâu. Mình thích con Titan chỗ nó phóng một cái, nó phóng rất là xa. Mà nó phóng trên không nữa, cho nên mấy con quái này nó đụng không tới. Đi rất là nhanh. Và phóng đã hơn con Hunter nhiều. Con Hunter phải nhảy từng cái. Còn con này chỉ có việc chạy thôi. Chúng ta chỉ cần chạy ra khỏi chỗ này chúng ta sống sót thôi. Mà trong lúc chạy chúng ta còn làm khá là nhiều việc. Để mở cổng này nọ, chắc là chúng ta phải mở cổng nữa. Tại nó khóa cái cổng lại mà trong khi nó có những cái canh cổng bằng cái cục đó, chúng ta phải lấy cái cục đó gắn vô. Thì chúng ta mới chạy ra khỏi chỗ này được. Đây là một trong những nhiệm vụ mà mình làm sau khi mình unlock được mấy cái subclass. Và nếu bạn nào đang muốn tính cày con nào, một con nào đó lên 40 á, thì The Second, nhiệm vụ của The Second King cũng không quá khó mà, nhưng mà có thể giúp bạn lên cấp một cách rất là dễ dàng. Chỉ cần một số nhiệm vụ như thế này nó đẩy bạn lên tới một cấp luôn, cũng khá là nhanh. Và nếu bạn nào từ cấp 25 á, cày từ cấp 25 trở lên á, thì làm xong hết nguyên một cái set nhiệm vụ của nó, của The Second King, nhiệm vụ thường thôi nha, là lên tới khoảng level 32-33 đó, thì mình nhớ là vậy. Có khi lên, mình nhớ là cuối là mình lên tới 37-38 luôn, tùy lúc nha, không phải lúc nào cũng vậy. Mà ý là cái hệ thống kinh nghiệm nó đủ nhiều để các bạn có thể sử dụng. Wow. Sao biết hết trơn rồi. Đang chọi này vui mà. Chọi cái mình làm xong rồi cái kia luôn hay thiệt. Ờ, để mình bấm vô cái này ăn điểm kinh nghiệm đó. Bounty Shining Light Super Q. Ồ, mode apply 5 cái luôn. Ngon. Nó mở cái cổng tiếp theo rồi. Chúng ta chỉ còn một cái bóng, cái cổng tiếp theo chúng ta phải mở tới 2 cái bóng luôn. Khá là mệt. Cái cổng cuối cùng là chúng ta phải mở 3 cái bóng và quá nó nhiều. Chúng ta còn giết hết là chúng ta mới đi được thôi. Nhiệm vụ này các bạn nhìn rất là nhanh nhưng mà không phải vậy. Cái phần một lúc mà chạy ra khỏi chỗ này mới là căng. Đánh rất là mệt nghỉ. Ồ, Blue and Ram luôn. Ba đấm là chết luôn, con này có vẻ khá là trâu. Đây chúng ta tới cái cổng thứ hai rồi. Ok, mình sẽ lấy cái cục kia ra. Bắn hết rồi chúng ta sẽ lấy cái cục đó ta gắn vô. Để qua cái chỗ này đó. Ok, có một cái cục ở dưới này. Có một cái con bự bự chứ, nó canh. Đây là cái cục nó giấu kỹ nhất luôn. They've warded it with two locks this time. Còn cái cục thứ hai đây. Supercharge. Cũng khá là nhanh đấy chứ. Mình vừa mới xài nãy xong. Giờ có tiếp, mới qua cái cổng thứ hai đó. Hình như nó gắn vô cổng thì nó sẽ mở ngay lập tức luôn. Mà mấy con này chết liền luôn. Chúng ta không cần phải bắn nữa. Thì cái này mình sẽ chừa cái này cho cái cổng thứ ba để mình xử lý mấy con này nhanh nhanh một tí. Cổng mở đây. Chạy thôi, không cần phải đánh đâu. Lên cái thứ ba rồi mình sẽ đánh mấy con này ngay lập tức luôn. Để chúng ta còn ráp mấy con bóng vô nhanh nữa. Rồi, chúng ta đã lấy được lại được tín hiệu rồi. Có một quả bóng ngay đây nhưng mà quái thì nó đứng trong đây quá trời luôn. Mấy con quái rồi ta.
dính cái bóng tối con này mình không thấy được cái gì hết á. Bật siêu nè, đâu rồi? Còn một bé nữa. Ok xong, ngon. Giờ chúng ta chỉ cần gắn vô thôi. Ồ, nhưng mà mỗi lần các bạn gắn vô nó sẽ ra tiếp quái tiếp. Đây quái ra tiếp. Cầm cục này chạy thôi mấy đứa ơi. Còn cục ngay dưới cầu thang kia nữa. Để mình quay lại mình lấy ra. Rồi phóng lên để luôn. Ồ, giờ nó hồi không mấy con này lại nữa chứ. Ôi, bắn gì rác thế. Mấy con này là cái teleport nữa. Khả năng teleport khá là ngầu. Mà mấy con này khá là yếu. Cho nên cũng không sao. Ủa, con này được cái là mỗi lần mà nó bật cái skill mà nhảy của nó mình khá là thích. Ok, ba cục ngon lành. Quay cho bị biến đi. Mày tới đi. Super cho thêm phát bây giờ. Chúng ta không có giết hết đâu, chúng ta chỉ cần chạy ra khỏi chỗ này thôi. Là xong, nhiệm vụ này. Wow. Ammo material. Chúng ta chuẩn bị ra khỏi chỗ này rồi. Gần xong rồi. Cục này bắn ra, nó đã rác lắm luôn á. Bắn liên tục hoài luôn. Có một sau cái nhiệm vụ kia nó cũng khá là thú vị khi mà bạn cùng cải trang từ đầu tới cuối. Sau đó chúng ta làm xong nhiệm vụ đó, chúng ta có nhiệm vụ đánh boss cuối trên Oryx. Nhiệm vụ này cũng gần xong rồi, ra tới ngoài rồi. Mừng quá mấy đứa ơi, mừng quá ra tới ngoài rồi. Guardian, is that you? We made it out. Ooh. So. Then the Taken King will fall. Bring me his dead son. Nó kêu là đem, chúng ta đem cái miếng crystal của con Crota lại. Glad you're still alive. After all this time, how can we be sure Rasputin? Cái code để chúng ta thể cải trang vô bên trong cái tàu của Oryx mà không bị phát hiện tàng hình, thì chúng ta phải đi tìm cái code này mà nằm trên trái đất và nằm trong dưới cái hầm ngục. Nhiệm vụ này cũng khá là nhanh thôi, và lát nữa chúng ta cải trang vô chúng ta ăn cắp cái code gì của tụi kia nữa, khá là phiền. Thì sau đó thì chúng ta lấy được cái code đó chúng ta mới vô được cái đánh con boss cuối đó chính là Oryx. Cũng khá là nhiều công việc để làm ấy chứ. Ok, mở cửa nào mấy đứa. Mở cửa nào. Anh vô anh lấy code coi. Lấy code rồi xong lấy một cái công nghệ tàng hình. Lấy tàng hình xong rồi cái nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ tàng hình. Đi đột nhập vô rồi chúng ta lấy code đó, chúng ta mới đi làm tiếp được. Cũng khá là dài. Mình đang cố gắng làm nhanh hết sức có thể luôn rồi đó. Đông quá. Nó đông quá. Mấy con này giống như con mấy con nhỏ của mấy bên cable. Nó cũng khá là phiền. Lúc mà bạn vô cái Temple of Crota này bạn cũng thấy
là một đống cái con đó luôn. Phiền nhất là mấy con đó thôi, tại vì nó bắn rất là nó không có đánh, nhưng mà nó số lượng nó đông quá, khi mà bạn đã đánh bạn cũng ngại đánh nó. Ủa, nó chưởng phát mình đi thù lùi luôn. Cái con này khoái tăng quá ha. Supercharge xong đông, nhưng mà bắn vài phát là chết, cũng không quá là khó. Các bạn mệt rồi. Ôi, hết mém rồi, mình té xuống dưới. Chúng ta đi vô đây lấy cái cốt thôi mà, khó khăn gì sao? Ghét cái mấy con này, nó khả năng phân thân một con từ thành hai con. Lúc mà nói chuyện với boss mà nó cũng phân thân cho bằng được không? Lúc mà coi cái cutscene của Oryx nó đang ngồi cái tự nhiên nó phân thân qua hai con. Tụi bay cũng rảnh lắm. Gặp mấy anh boss mà giống như mấy cái phim á, là nhìn nó không ưa là nó tán cái là hai con chết luôn. Demai. Cái hầm mỏ hả? Đánh tay tình rất là đã. Bây giờ các bạn có thể hiểu lý do tại sao mình đánh Titan rất là thích cái skill set nó đã nhất của Sunbreaker này. Mình cũng đã nói nhiều lần rồi. Và công nhận mỗi lần mà rút cái dùi cui ra chọi người ta đã. Bạn nào muốn ăn dùi cui, một phát là dùi cui vào mặt. Nó nhìn cái gì cảnh sát Việt Nam nhé, cảnh sát giao thông Việt Nam chọi dùi cui búa vào mặt. Nói vui vui thôi chứ không có ý định xúc phạm gì cảnh sát nha. Nhiều bạn có thể là thấy này nọ, nhưng mà mình thấy mình nói chơi vui vui bình thường thôi. Nhìn rõ ràng nhìn cũng giống chứ, chỉ có điều là nó búa thôi giống gì á. Ủa thì ghét mấy con sniper lắm nha, đam cao phết rồi chứ mà nó bắn hoài luôn. Ô. Cái cục ở dưới nó chọi cái như là chọi banh vậy á. Chọi phát dính trên đây luôn. Nó chọi từ dưới lên đây luôn, mới ghê chứ. Còn cái con này nữa chứ, nó bắn hoài mà nó không chết. Wow. Rồi, xong gần hết rồi. Gì khúc dưới nè. Mở cửa ra coi. Lấy code rồi về coi. Đây, code đây. What the. Cái tưởng mình lọt ra khỏi chỗ này rồi chứ. Ôi, con này mém chết ta. Mém chết, nó còn đúng một giọt máu. Còn bé nữa rồi. Ba bé lẫn một bé. Xong, lấy code rồi về thôi. Đưa tao code rồi. Access the war mine. Code này có thể giúp chúng ta tàng hình mà chúng ta không bị phát hiện bên trong cái khu của tụi Oryx. Locking ability. Kỹ năng tàn hình. Ok, 6. Where exactly are we headed? Và chúng ta đang tiến thẳng vào bên trong cái con tàu của Oryx. Phóng thẳng qua đằng kia. Ok. Vô hẳn chỗ này chúng ta sẽ có khả năng tàn hình, chúng ta đi xuyên qua chỗ này để xem là chúng ta có sống sót đi ra hay không. Và mấy cái con này nó có khả năng ngửi được mùi của bạn và nó sẽ tấn công. Và nhiệm vụ này nó không muốn chúng ta phải buộc chúng ta phải stealth toàn bộ luôn,
không bị phát hiện. Then move quietly and unseen, like death. Oversoul Throne. Giờ chúng ta chưa tàng hình nhưng mà chuẩn bị vô đây chúng ta tàng hình luôn. Đó, tàng hình rồi nè. Và các bạn để ý dưới con này, dưới cái chân nó sẽ có hiện cái phạm vi màu đỏ đỏ. Các bạn sẽ thấy là cái đó là phạm vi. Nếu bạn bước vô phạm vi của nó sẽ thấy được bạn, nó ngửi được mùi của bạn. Và chúng ta phải chạy qua kia lại đây, cái đỏ đỏ này nè. Nếu bạn đều đưa dậy cho cái chỗ đó nó sẽ thấy bạn. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận, không để mấy con này thấy được. Nếu bạn nào chơi co-op với bạn bè thì các bạn cũng phải nên nhắc bạn bè là đừng để cho những con này thấy, tại vì nó chỉ cần chạm vô cái vùng đỏ đỏ của nó sẽ phát hiện là bạn sẽ thua ngay lập tức và bạn phải chơi lại khúc này nguyên một khúc luôn. Careful, we've still got to avoid them. I hope they can't see this thing. Cái khúc này khó nhảy ta. Thôi mình đi đường chính luôn đi, nhảy hụt hoài luôn. Nếu như ta muốn mở được cái cầu này, chúng ta phải gắn cái cục này vô. Mấy con này sẽ không để ý đâu, thì bạn khỏi phải lo. Đi thẳng qua cái cầu thôi. Và kia thì nó chỉ đi một phạm vi nhất định cho nên nó sẽ không để ý bạn. Nhưng mà những con bên này thì sẽ có. Thì bạn vẫn phải để ý cái mức đỏ đỏ đó, đừng có chạm vô được. Cầu kia nó sẽ chỉ dừng ở đó đi phạm phạm vi đó thôi. Da 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 da. Cái nhiệm vụ này cũng khá là nhanh, cái khúc mà các bạn đi thẳng vô bên trong như kia. Wow 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 wow. Mấy con này nó wow wow wow, nó đi lùi lại mới ghê chứ. Cái đó mới ghê đó. Rồi mình sẽ đợi cho con này đi qua cái đã. Rồi chúng ta sẽ lên cái cổng kia, chúng ta đi vô trong. Và mình không muốn bị phát hiện ngay lúc này. Ủa, mở cửa đi em, mở cửa đi em. Giờ mình phải đợi cái này mở cửa nữa. Cái kia đi vòng vòng, không có thấy mình đâu. Lát chúng ta vẫn cũng phải chạy ra lại à. Tại vì lát nữa nó sẽ bị phát hiện. Cái một số vấn đề đã bị phát hiện. Nhưng mà chúng ta phải giữ mạng sống, sau nó sẽ chuyển chúng ta về nhà lại. Không sao hết. Iris Morn. Nhỏ đó, cái nhỏ đó hình như là chị em gì với Oryx hay sao á. Mình nghĩ là vậy. Mình không nhớ cái mối quan hệ giữa Iris Morn với con Oryx. Nhưng mà rõ ràng nói với Crota với con Oryx là đều có liên quan hết. Đều có liên quan mật thiết với nhau, là kiểu như là anh chị em gì đó, liên quan huyết thống với nhau. Chứ không có đơn giản là chỉ là này nọ. Ok, chúng ta phải đi lấy cái cốt đây. Cốt nó nằm trên người mấy đứa con này, trên cái tảng đá này đây và có mấy đứa canh. Nhưng mà bạn bước tới đây nó sẽ không phát hiện ra bạn đâu, nên bạn khỏi lo. Lấy ra thôi, nhưng mà lấy xong chúng ta sẽ mất cái cover này. Hết tàng hình. Khá là thốn. It's working. How much do we need to pass as an ascendant hive? Only a taste, but steal all you can. Ok, fine. Something's wrong. We're exposed. Thôi mày đã chuẩn bị sẵn rồi. Ok. Ủa, ghét mấy con này teleport lắm nha. Nhưng mà chỗ này chúng ta sẽ không thấy mini boss. Lấy nữa vô giờ sẽ đánh thẳng cái con boss cuối là Oryx luôn. Là còn chúng ta còn nhiệm vụ nữa. Lúc đó chúng ta sẽ đánh thẳng Oryx luôn. Giờ mình muốn chúng ta là phải sống lâu hết nhất có thể, giữ mạng sống, tại vì nó đang tiến hành chuyển chúng ta ra ngoài. Cho nên chúng ta phải tự bảo vệ bản thân cái đã là tính sau. Mấy bé nữa, mấy bé.
Vô nè. Có nhiều con có khả năng tàng hình nữa nha. Cái gì lúc mình không thấy. Nó bắn cũng khá là phiền tại vì nhiều lúc mình không thấy mình đâu bắn được đó đâu. Bây giờ đâu rồi? Chờ, mấy con này nó chơi boss đi chứ. Khó chịu vãi luôn. Đây đây, có con tàn hình đây. Bắn mình nãy giờ. Tàn hình đó mày. Chết luôn rồi. Chuyển ta ra khỏi chỗ này đi. Cửa đóng quá. Ok, nó đang loading rồi, mình nghĩ là chắc sẽ chuẩn bị strand map ra ngoài đây. Gordon come with me show. Đó, mini boss ra, mình không quán cái này đâu nhưng mà nó chuẩn bị nó biến hình ra ngoài rồi. Không sao hết. Whoa. Guardian, come with me. Teleport, yeah baby. Ra ngoài rồi. Giờ mới cái việc chạy ra khỏi chỗ này thôi. Tại nó hình như nó tập trung hết ngoài kia rồi. Chúng ta không phải lo cái việc mà nó xuất hiện mấy cái cầu này. Yeah, mission complete. You've imprisoned the Lack the Dark. End it. Rồi chúng ta đã quay trở lại với khu này. Và nhưng mà chúng ta sẽ đi hướng khác. Vô thẳng cái sòng nguyệt của nó luôn. Đánh con Oryx luôn. Mình thấy cũng lạ là ở chỗ là nguyên một cái quân đội nó không thể nào giết được một con boss như thế này, nhưng mà một cá nhân như thế này lại có thể. Cũng khá là OB chứ, giống như là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại. Mặc dù mình có sức mạnh rất là mạnh hay sao, mình nghĩ là sẽ vẫn có nhiều Guardian như mình. Thì việc 10 con Oryx cũng như không. Mặc dù nó Oryx thì mạnh thật đó, nhưng mà cái cốt truyện chính chỉ có một mình bản thân con này thì khiến cho một cái nhân vật như thế này nó khá là OB. Chứ không có kể là còn nhiều Guardian khác nữa. Ok, that's where the rupture should be. Get it open. Once you're through, send your coordinates. We'll lock down your signal and deploy reinforcements. Ồ, đông vãi. Mình ghép cái con này hồi nãy, cái con này mình nói, ý mình nói con này nè. Nó nhiều và nó đông. Nó, ý là nó nhiều nhưng mà nó nhây nè, kiểu chứ đông nó nhiều cũng như nhau. Nó nhây, nó chở thẳng, nó đúng đúng chính xác hơn là nhây, đúng rồi đó. Nó bắn nó không tha mình luôn. Cho nên mình không thích cái con nó cho lắm. Ok. Xong hết cái đám này nè. Còn đứa nào nữa không? The rupture sends the soul you hold. You are ascended now. Chúng ta phải bước qua chỗ này đây. Ok, bước qua được rồi. Chúng nãy cũng nói là nếu chúng ta muốn vô chỗ này chúng ta trở thành một ascended thì rõ ràng là chúng ta đã trở thành ascended và chúng ta phải bước qua đây rồi. Giờ nhiệm vụ chúng ta đi tìm Fire Oryx, nó vừa mới hiện luôn. No sign of Oryx. Oryx đâu mẹ đâu, mày ra đây coi. Trốn cho kỹ vào. Ring of Saturn. Ooh. Well, now we know we have his attention. Hi, Oryx. Woohoo! Oh, có supercharge mà quá. Sao bắn rác dữ vậy?
Ồ, đông vãi, đông vãi, đông vãi. Đó, chết bớt coi. Chứ đông quá. Sniper hả mày? Sniper. Ok, xong phút này rồi. Fire Oryx. À, mình nhớ cái chỗ này rồi. Trong đây sẽ có hai con mini boss rất là bự. Và mình đánh một lần phải đánh hai con cùng một lúc, khá là mệt. Rồi sau đó mình mới tiếp cận được với con Oryx này. Thôi là mình đang để dành hai quả tên lửa, bốn quả tên lửa với ôi nên bắn con này, nó còn một con Orc nữa. Ôi, nó không xi nhê nhiều. Con này gần chết rồi, con này chết trước đi. Là mình đỡ phải đánh con kia hai con một lúc. Đó, phải tập trung một con đánh một lần vậy nó tiện hơn là đánh hai con cùng một lúc. Đánh được nhiều hay bấy nhiêu. Nó tiện hơn nhiều. Tại kiểu như là mình đánh một lần hai con, những cái cấp dưới mà phải đánh một lần hai, đánh lần hai con, nhưng mà thì bây giờ nó con này nó con kia mình quất nó lẹo á. Kiếm đạn rocket cho để mình lấy, mình còn đánh Oryx nữa. Oryx là cái con mà khó nhây nhất, khó đánh nhất, khá là phiền nhất luôn á, mình theo mình thấy luôn. Lỡ vô bên trong rồi, nãy đang tính bấm scan mà lỡ vô bên trong luôn rồi. Chắc cũng không sao. Rồi thường lúc đó mình cũng ít khi nào mình scan lắm. Cái game này nhiều lúc các bạn nó load chưa tới, lâu phải load đinh vậy. Đứng một tí. Wow. Mỹ bừa qua là chết hết. Đây có cầu hang đây. Hên quá, nãy tính phóng qua một cái nhưng mà thấy không ổn rồi. Oryx đâu, mày đâu rồi? Tao đang tới tìm mày đây. Oryx. Tối tiên thôi luôn. Ồ, con nguyên đường lằn sáng chính giữa. Ồ, dấu hiệu của The Second King. Ồ, nó đỏ lè nhìn ghê giống như phim ma á. Cái phim ma nó làm cái dấu ấn mà nó đỏ mà nó kiểu như vậy nè. Nhìn nó ghê chết mẹ ra được. À, mình quên nữa là mình đang tính để dành super để đánh. Ồ, cái xuống mình đổi màu vàng luôn. Nhưng mà mình sực nhớ là con này nó có khả năng nó hút skill của mình, mà bây giờ mình lại hết skill. Ờ, giờ cái cây súng mình đổi màu vàng hay ta. Trong một số nhiệm vụ cái cây súng mình nó đổi màu vàng đó, khá là đẹp. Nhưng mình cũng không hề rõ tại sao là nó đổi màu vàng. Bây giờ nó lại hút cạn sinh lực của mình mà mình đâu có đánh super được đó đâu. Giờ nó hút rồi. Như vậy phải bắn cho người nó mới không hút bạn tiếp. Nhưng mà nếu mà bạn vô chuẩn bị đánh thì bạn bật super lên sẵn luôn cho rồi. Cái những cái lúc đầu bạn đánh nó bật super lên luôn. Chứ đừng có để dành nữa. Tại nhiệm vụ này trước sau thì nó cũng hút super của bạn hết trơn. Cho nên cũng không đáng để giữ lắm. Đó nó hút tiếp rồi. Này khoái hút lắm mà. Khoái lắm này, khoái lắm. Con này chừng có phải nó còn 1/4 cái máu là nó sẽ vô chế độ đặc biệt. Rồi nó sẽ cho bạn quánh lộn trong thế giới tư tưởng của nó. Rồi cái súng của mình nó đổi màu nhìn cũng đẹp phết đấy. Nó biến qua kia rồi phải. Oryx ơi, mày đâu rồi? Mỗi lần như nó hay biến qua đây nè. Đúng rồi. Im miêu hoài luôn mày. Đó, nó hút nữa. Mấy con quái nhỏ này có nhiệm vụ là cho các bạn hồi lại máu cho các bạn. Có lộn, không phải hồi máu mà hồi lại đạn cho các bạn. Nó lộn. Trong một số nhiệm vụ cái cây này nó đổi sang màu vàng như thế này. Nhưng mà thường mà mình thấy trong Nightfall một lần rồi, nhưng mà mình không nghĩ là trong đây nó sẽ đổi màu cho mình. Tại lần đầu mình đã đánh cái này mà đánh với cái súng này. Chúng ta đang rất là cần đạn rocket để lát nữa chúng ta còn đánh nó kết liễu nó sớm được.
Như kiểu loại này hơi lâu á. Có cách tình nữa. Cũng chưa có đạn kia luôn. Nó cho mình đạn thường không à. Thường nó ít rớt cái đạn màu tím lắm nha. Grab Shuriken nó lại hút nữa. Trừ khi bạn bắn nó sớm hơn. Mỗi lần nó làm vậy nó hút hoài luôn. Chứ là chúng ta phải gây đam nhiều nhiều lên trước khi mà nó vô cái thế giới tưởng tượng quá. Thế còn mất máu nhất định nó sẽ cho bạn vô thế giới tưởng tượng rồi bạn phải đánh nó tiếp. Và nó còn bao nhiêu máu là bạn phải đánh nó tiếp cái khúc đó. Tại là mình đang cố gắng là lúc mà nó chưa vô á, mình đánh làm sao cho nó rớt máu nhiều nhất có thể. Rồi sau khi nó vô thì mình sẽ đỡ phải đánh này nọ hơn. Wow. Rớt đi, rớt cái kia đi. Rớt rocket đi. Mất máu nhiều lên. Ok, vì trong đây khá là khó. Nó chỉ cần chữa mà được phải là mình chết luôn. Nên mình cũng khá là cẩn thận với cái con này. Nó đánh rất là phiền. Khi mà nó bắn gì là nó sẽ bon đâu đó. Và một khi mà bạn đấy nó đánh bạn á, đam rất là cao, bạn rất là khó né. Và nó còn gọi mấy con mini nhỏ nhỏ nữa. Wow, chạy đâu. Chắc là mình nấp sau mấy cái trụ này sẽ an toàn hơn nhiều. Nãy nó chém hụt mình á. Chứ nãy nó phải chém dính là thấy mẹ mình rồi. Con này bị khoái nó gọi, nó khoái gọi mấy con này. Oryx. Hay lắm. Canh lúc mà mình không đỡ kịp á, đứng ướng ngay mình luôn. Hiểu được cái Super Char. Có Super Char rồi. Đợi khi nào ra mình quất nó luôn. Ra đi em. Chết liền. My queen, you were right. The Guardian was the key. For the first time, the whispers are silent. It is done.
I have accepted my fate. I will not fail. Chasing miracles, no, that's not how my story goes. You could be my hero before I let you go. Cause I don't go chasing fairy tales.